Em xin chào các bác. Trong video tiếp theo lần này thì em sẽ khoe về các bác cái bông hoa hoàng lạp. Bông hoa hoàng lạp màu vàng ạ. Nó ra hai nhánh hoa cơ. Bên này cũng một nhánh hoa nữa nhưng mà em về muộn quá. Nó tàn mất rồi. Em chỉ còn mỗi cành hoa này thôi. Các bác nhìn nó vàng rực không? Đó là hoa hoàng lạp. Đây ạ. Cũng khá là đẹp. Hơi thoang thoảng mùi hương thơm. Em vừa dí cái mũi em ngửi đấy ạ. Cái hoa hoàng lạp này thì em thấy nó hao hao. Kiểu hoa như hoa vẩy rồng với hoa kim điệp xuân. Nó cũng vàng vàng như này. Đây, em thì có một nhánh hoàng lạp nhỏ nhỏ thôi. Em trồng cho bám vào cái thớt gỗ nhãn này. Ra bắt đầu ra rễ rồi đã. Trước em có một chậu nhưng mà em bị ăn trộm mất. Mấy cái loại vớ vẩn này không hẳn là vớ vẩn mà mấy cái loại nó không có giá trị mà vẫn bị ăn trộm đấy các bác ạ. Này em còn trồng thêm một giò đùi gà này. Cái cây này, cây đùi gà tròn cũng đang có hoa. Mấy hôm nữa thì em cũng sẽ quay cái hoa đùi gà tròn này cho các bác xem. Hôm trước thì em có quay cái lan đùi gà dẹp vùng Ba Vì đấy. Các bác xem video trước thì các bác biết. Đây là cái lan đùi gà tròn. Trước em mua phong lan của một bác khác. Một bác, nhưng mà cái bác ấy lại gửi lẫn cái cây này vào. Thế là em lại được một giống hoa. Đỡ mất tiền mua. Em cũng không mua nhiều. Đây, dưới này là cái cây của nó đấy. Rễ nó ra nhiều lắm. Đây, đùi gà này. Em trồng để chỗ thoáng, mát. Có ánh nắng nhiều là nó lên mập. Mới đầu thì những cái thân này này, những cái thân này nó héo héo nhé. Nhưng mà sau nó ăn nắng nó lại mập lại. Đấy. Đây. Nó mập lại, thân rất là mập. Vì là tròn. Ôi, quay lại cái hoa hoàng lạp này. Đi sao nhãng chủ đề quá. Cánh hoa nó rất là mỏng. Bên trong thì nó màu vàng đậm hơn. Em đánh giá cái này so với sơn thủy tiên thì sơn thủy tiên là hơn, đẹp hơn nhiều. Sơn thủy tiên này họng đỏ, họng lâu, đắt hơn. Sơn thủy tiên đột biến ấy, cái em vừa nói là sơn thủy tiên đột biến. Còn sơn thủy tiên thường thì hoa nó cũng không khác gì cái này là mấy. Mà thực ra thì để phân biệt hoàng lạp giữa sơn thủy tiên thường thì nó cũng có nhiều ý kiến lắm, tranh cãi nhau. Em cũng không có bàn về cái vấn đề này. Nhưng mà nếu mà để nhận biết được sơn thủy tiên xịn thì đúng là chỉ có sơn thủy tiên đột biến. Cái bên trong cái hốc hoa này nó sẽ có màu đỏ, nâu gì đấy. Một chậu to người ta bán khoảng 800 đến 1 triệu đấy ạ. Còn cái cây giống hoàng lạp này thì giá rẻ thôi. Nó dao động khoảng 100.000 một cân. Có nơi bán rẻ còn đến 80.000 nữa. Em thấy cây này cũng rất là dễ trồng, để thoáng và ăn nắng là nó ra dễ. Đây, cái giả hành của nó đây. Củ của nó tích rất nhiều nước và dinh dưỡng. Nó nuôi cây. Củ của em nó cũng không đến nỗi là teo tóp lắm. Có những nơi, có những bác trồng là cái củ này nó căng mọng ra, nhìn rất là đẹp. Em có một chậu này bị ăn trộm mất này, còn từng này. Thế mà nó vẫn ra hoa đấy, em nhổ đi xong em trồng lại. Em nhổ đi trồng lại trong một thời gian đấy, nó lại ra rễ này, đấy, rễ non của nó này. Dưới em lót một ít rêu. Em khoan các cái lỗ nhỏ này. Đây có những cái lỗ nhỏ đây. Đây. Em khoan các lỗ nhỏ này để cho nó thoáng. Em gắn nó vào xong em đóng cái đũa. Đây là cái đũa dùng một lần ăn đấy ạ. Em đóng vào cái lỗ đấy. Em cố định cây.
rất đơn giản ạ. Cái cây nó lên, trồng chả cái gì phải cầu kỳ. Giang hoa đây, lại được ngắm hoa, xem hoa là thích rồi. Cái này mà có một bồn to nó ra thì khoảng đến chục nhà, cái nhành hoa này thì vàng rực, đẹp lắm. Chắc em phải mua giống, em trồng một cái chậu thật là to tướng mà. Cây này nó cũng rẻ mà. Cây này dễ trồng các bác ạ. Bác nào trồng phong lan vui vui như em thì nên có một chậu để ở nhà chăm sóc. Những cái lá này em tưởng nó héo nó rơi nhưng thực ra nó cũng rất là chắc chắn, tốt, hấp thụ dinh dưỡng rất tốt. Tưởng chết cơ nhưng mà không chết được, vẫn cho ra hoa. Hoàng lạt mới kim điệp xuân thì em thấy hoàng lạt dễ trồng hơn kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì cũng là một cái loại hoa nó cũng đẹp đấy, nó cũng kiểu kiểu như này nhưng mà em thấy khả năng là khó trồng hơn. Em cũng có một nhánh kim điệp nhưng mà thuộc dạng kim điệp nhựa, em trồng thì nó chưa chết nhưng mà nó chả thấy nó phát triển gì cả, nó ra hoa nhiều lắm. Kim điệp xuân thì không biết như nào, chắc sắp tới là em cũng sẽ mua kim điệp xuân về em trồng. Mùa này thì nó ra hoa rất nhiều, cái hoàng lạp này này. Đây cái gỗ nhãn của em. Em phải trồng hỗn tạp lắm. Có chậu thì em ghép mấy loại liền, mua được ít mà. Mỗi cái mình mua tí tẹo teo thôi. Xong rồi mình ghép vào. Thế mà nó cũng lên đấy, nó lên tốt như này. Đậu hoa. Phân thuốc thì em cũng không có phun cái gì cả, B1 thì em chả phun cả. Ở nhà thì em mà đi vắng, ở vườn nhà em đi vắng, em không ở nhà thường xuyên được. Tháng em về một đôi lần thôi. Đây là bố em tưới nước thôi, cũng chả có phun phân thuốc gì đâu, có cái cục phân dê kia thôi, túi phân dê kia thôi. Đấy ạ. Thế mà là cây nó vẫn phát triển tốt đấy. Cái quan trọng là em nghĩ là cái các bác trồng sao cho nó phù hợp với cái môi trường của nó, mình tạo ra một cái môi trường phù hợp với nó, giống gần giống như ở trên rừng ấy, thì nó tự nhiên nó phát triển, cây nó tốt thôi, không nhất thiết là phải quá cầu kỳ đâu. Chơi lan mà cầu kỳ quá thì nó mất vui, mình chơi vui thôi, mình không phải là nhà vườn hay là kinh doanh gì cả. Cái cây mì gà tròn nó ra cái quả rất là to này, to ngón tay cái luôn này. Nếu mà mình tạo được cái môi trường sinh trưởng giống như ở trên rừng này, thì em đảm bảo với các bác là cái quả này nó ra hạt này, nó sẽ lẩy mầm được. Chứ còn ở cái giống như kiểu nhà vườn mình trồng chơi thì rất là khó. Riêng cái quả này em thì em cắt này em vứt đi ấy, nhưng mà em để lại cho nó đẹp đấy, khoe ấy. Hoa của quả được 6 bông hoa, sắp tới này quay tiếp lại khoe đấy. Các bác xem em trồng hoa đơn giản thôi mà vẫn có hoa ngắm đây này, nó không được nhiều, không được khủng đâu, nhưng mà mình nhu cầu của mình chỉ cần thế thôi, mỗi cây một ít. Ra hoa thì mỗi mùa sẽ có được một mặt hoa để ngắm, thế là mãn nguyện, không có siêu to siêu khủng hay là
đột biến đắt tiền gì cả. Vì em cũng không có nhiều thời gian em chơi. Các bác bảo cứ chơi lan là mình không có thời gian chăm sóc. Thực ra em thấy có cái gì đâu. Vấn đề nó cũng đơn giản mà. Hàng ngày thì tưới cho nó một lần nước vào buổi sáng thôi. Thế thôi. Không có gì phức tạp cả. Em trồng rất đơn giản mà nó vẫn cho hoa để ngắm thôi. Mình nên chọn những cái loại dễ trồng nhé. Các bác ạ. Chọn cái loại dễ trồng để mình trồng cho nó sống đó. Nó sống nó ra hoa mình còn hứng thú mình chơi, chứ đừng va vấp vào những cái loại hàng nó khó trồng, khó thuần. Đấy là ý kiến của em. Chứ còn mua trên mạng thì nó nhiều lắm, nhiều loại lắm. Người ta cứ nói hoa đẹp này, cây này, tốt này kia này. Thấy lạ lạ là các bác mua về nhưng mà không trồng được chết là các bác thấy lản, thấy chán. Trước là em cũng bị như vậy rồi. Em cũng mất nhiều tiền lan ấy. Mấy cái giống khó trồng ấy. Như nhất điểm hoàng, nhất điểm hồng ấy. Em trồng cũng chưa thuần được. Hay là u lồi ấy. Đấy, mấy cái đấy của em là chết tỏng teo rồi. Nhưng mà sắp tới là em sẽ nghiên cứu lại và em trồng lại. Bao giờ nó thành quả ra hoa sống được lại khoe với các bác và chia sẻ về cách em trồng. Cách trồng của mỗi người thì nó muôn vàn lắm. Mình em thì em cũng học từ các bác khác thôi. Nhưng mà mình nên tìm một cái nó phù hợp riêng so với cái điều kiện của mình. Nên là mình chơi nó không thật sự là quá đầu tư và nó cũng không mất nhiều thời gian để chăm sóc mà cây nó vẫn phát triển tốt, ra hoa. Như thế là rất là vui rồi. Rồi không miên man nữa, em xin kết thúc video ở đây. Các bác ngắm lại cái mặt hoa của phòng lan Hoàng Lạc này. Đây. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Làm động lực cho em ra những video tiếp theo. Em xin chào các bác.